Welcome to Hân Hô Channel nha mọi người. Cái thằng thiệt, cái thằng lẹo đây. Mình nói thiệt mọi người, nó không bao giờ nó rang trai được. Mày hiểu tại sao không lẹo? Mày hiểu tại sao mà mày không bao giờ mà người ta gọi mày là một cái thằng? Tôi có cái đầu có não đàng hoàng chứ không phải đâu. Hai anh em vô, tao thấy vô sữa nó hơi nhiều quá mày. Chết khác hay sao? Đó là vô sinh đàng hoàng, đi mẹ điên trộm. Phải công nhận là sao nha, cái cô đây sao bà trồng cái cây gì trái nó cũng nhiều hết ta. Mà mình đi qua đây là mình thích vô trong này à. Đi. Đổ xuống nhà cũng phé nữa là không được á. Thằng nói giờ lỡ xuống đây rầu, em hiểu không? Nhưng mà anh nghĩ cậu bé cũng thương em hết. Thương con khí, độ mệt tôi độ nhiều cũng ghét con quý mà. Em không thử làm sao em biết cậu bé ống thương, mày hiểu không? Đây nè mày coi nè. Mệt mà mày đẹp dày mà đẹp lả đẹp lùng vậy mà sao ăn cứ hử? Mệt dày mà đẹp. Sống mà lê mà đẹp. Thôi đi, thôi nói giờ lỡ làm mày anh cho 100 ngàn. Hứa luôn. Quần tao độ hớ ra tiền bạc độ. Nghĩ sao độ hớ ra tiền? Không có tờ 200 giấy đâu, rớt đi tôi lụm cho rồi nha mạng chứ nha. Vậy là cho là không lụm đúng không? Ừ. Vậy tôi đi nha, tôi tự nạn quay đoạn này. Cái đoạn mà quay đoạn gì nữa? Quay đoạn vậy là rớt tiền này, em đi nè. Đó, anh khẽ tiền xuống rồi rớt dùng quay lại em lấy nữa. Cái đoạn ở kia đang đúng không? À? À, hiếu. Hả? Như ai rớt 100 ngàn sao ngoài? Đâu? Đồ sao rớt gì cái lẹ mày? Được rồi. Tiền của em sao chứ? Đồ, rớt 100 ngàn. Đồ má ai được. Chứ sao tiền bạc mà đồ nói có nói chơi không... rớt mình phải trả lại cho người rớt rồi mà biết không biết ai rớt này nè em thấy ai rớt em đứng vô đây biết phải em rớt không không biết nữa giờ anh thấy cái chỗ đây mà giờ không ai thâu trả lại anh được đồ chết rồi rớt là lái như sao giờ lại không thôi ơi đồ mày thì chấp nhận lấy 100 ngàn thì bây giờ chấp nhận thử thách mấy gà chứ giờ sao đồ mày lấy 100 ngàn vậy không rồi tiền tôi rớt tôi lấy nói lại nè hoàng oai rầu thầu nói chung sao 100... ông kêu tôi giúp rầu được rầu 100 ngàn đó là coi như là cuốn trời rau xuống bị biến tình cờ nhặt được tạm thời bỏ túi đúng không nhặt được cô rau tạm thời bỏ túi khùng bây giờ của em rớt rầu ok các bạn nghe thì bây giờ mình với bí hiến sẽ thực hiện một cái màn dơ quá dơ mày giờ vô hang cọp sẽ bắt được cọp mà đổ ông chơi dài thôi chịu làm gì giờ thấy đồ thấy đạn chứ đồ dài mày sao vô chơi nãy mày đem theo bộ đồ đó chứ mày sợ vậy vô ông chửi nữa không chửi gì quần bị gà đổ mày cái mỏ đổ cái mỏ tí lia như bè bán cá hồi chợ không biết đâu nhưng mà anh nghĩ cậu bé ông sẽ có một cách nhìn khác vậy em chấp nhận hậu ấy 100 ngàn cất rồi và cái gì vậy dùng không à, đi chết nổi thôi đi gì là ok bạn nha sẽ làm một cái màn troll vừa là xem phản ứng của cậu bảy gà thử như thế nào hai vợ chồng ổng có đối xử thật sự là tốt với anh em hay không mà nói cũng phải nói với mình nghĩ á sẽ làm một cái video rất là hay luôn á sao này ông rất là 200 cái cuồng vợ tao rất là 200 đó tao đồng ý tao đi luôn á ok các bạn nha thôi giờ mình Dương Hiến sẽ đi xuống nhà bảy gà chứ không được thì tất cả các bạn phải đợi lâu nữa nha mọi người nha xót thương cho cánh thay tàn Hiến đi với lẹo nghĩ ra chuyện gì đâu tôi lạy em luôn là cô nàng giữa nay mùng một mà vô nhà ông đủ như vậy là đủ với ông chửi sao ông vô nhà ông mẹ ơi mày điên ấy tự nhiên mùng một vô nhà anh kia mày khùng sao rồi ê đây anh mua rồi đây Odin đây đưa 100 ngàn phải đưa thêm mic này ít quá sao mày cứ tại anh không có tiền đồ giàu có nhảy phố đó mày mắng nghe tin đó đúng không tin gì à thì hôm nay sẽ là một cô bé mang tên Hiếu Lẹo nha các bạn. Tôi đang quay video với ông mày. Trả lời khách ký mà cũng làm gì căng dữ không? Thôi ông cũng làm tôi trả lại 100 ngàn này. Không làm thì làm đi. Làm những 100 ngàn ông to lắm thì sao không? Bị hiếu có. Trả lời đồ mày anh hai gì có mớ không hết à? Thôi vô đi. Mày ông đủ cà đánh đủ cái máu không? Cái máu ông thiệt ông đủ. Bữa nay tôi đắng ông đi kè cái máu không? Tôi xuống anh chọn mỹ viện này nó lấy cái gì này đây này lấy cái giết mà cái gì này cái chè tường à ông nhớ không nó ủi ông vậy nó ủi ông vậy cho cái mỏ ông khỏi hô luôn tôi có bị chị đồ mà đâu ý là em ủi thứ mỏ em thử trước thôi cái mỏ tôi có hô là mà nó ủi đâu đi mẹ cái mỏ tôi lại mặc cái đuối hiểu không mày đố sao cho nó đàng hoàng nhân hiếu ủi mày tôi lẹo má ông có ông có thằng cháu thiệt à con nói với cậu bé nha cậu bé có thằng cháu khốn nạn quá thiệt à cậu lên giết đi chứ đỡ ông giết ngoài nó được bay được bà nó còn mấy cái gì sao mày nhỏ đâu nhỏ cái hả chỗ này mày nhỏ cái chỗ nào rồi mày ý là mày biết dâu lộn không
Hả? Mày biết dâu rụng không? Mùa dâu rụng. Chim chim bú dĩa đó. Mày ăn chơi hư mẹ quần tôi á. Chụp kìa, đồ mấy ngốt quá. Mày làm ông, đi. Ông sao gì mà ghê vậy không? Rồi bây giờ anh sẽ không quay dưới đó, bây giờ tao quay cái mặt mày đâu. Rồi đi, rồi mày làm đi. Chia lại này. Con quần ở độ. Rồi ok thôi. Thôi các bạn bây giờ theo cái giai đoạn bằng hiếu làm đó mình quay dạng dịch nha các bạn. Chứ mấy con nó la dữ quá. Chụp. Bên đây có mấy anh gà đây, đếch làm thịt anh. Ui xịt. Đâu? Sao vô? Đâu? Đâu? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào cơ hội đó mà tuần ông bị gà cho mọi người. Không. Đúng rồi. Mà tại sao ông bị gà mà tại sao ông nuôi tới 9 con gà này? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con luôn. Xin mình dạy là mình xíu mà mình bắt hết 6 con. Đó còn lại 7 con thì đúng rồi, 7 gà. Đúng chính xác. Đúng không? Không. Giờ mình vô mình cho ông xong mình ra mình bắt giờ mình làm thịt mày đâu bạn. Mày ông đi đó ông rốt. Còn bấy là mình biết cái giờ đây là ông đi đón con rồi nên là mình mình đột nhập ra nhà sau. Nhà ta cho dài nụ mới hơi quá á. Đi, thôi đỡ mùng 2 đi. Đừng có ông cho gì đâu, tháng ngày nụ vô người ta chứ. Tôi dân làm ăn ổn là dân làm ăn bán gà. Cái gì? Mùng 1 cũng đỡ cho người ta yên ổn được không? Ý là anh hiểu tại sao á, mày thằng cháu khốn nạn. Mày không có biết thằng con trai mày. Mày mãi là vậy. Tôi thương ông, tụi ông. Bây giờ mùng 1 vô cho nhà gia đình ổng rồi lỡ đâu. Từ lại tôi thấy ông làm mày không được, ông kêu đụng vô nhà tôi mang quạ sao ở mày tôi cũng dân làm ăn, ông cũng dân làm ăn này. Mùng nào cũng mùng ngoài. Sao? Đừng có nói nhiều, đi. Tiền quần què bây giờ trở trứng các bạn. Trời ơi, cho anh trăm ngàn đô tiền thuốc ở đây. A few moments later. Các bạn vô mình đợi cậu bé nãy giờ 15 phút rồi các bạn. Đừng có cho gì, cho chi ba trần độ quay biết quay cho đàng hoàng. Tôi mệt lắm quá. Anh nói mày á, mày chỉ cần đẩy cậu bé xuống vực sâu là tao sẽ cho mày thêm 100 ngàn nữa. Nói có tiền. Nói, anh đừng nói cho, anh hiểu không? Anh sẽ rớt 100 ngàn nữa, được rớt, chưa? Rớt, được. Vui vậy chưa? Nhưng mà, đợt anh chơi ác quá. Đúng vậy, công nhận mợ bấy gà là một người mợ tuyệt vời luôn. Đúng không? Còn, ông sai tôi, anh trộm vô nhà, lái trộm. Mày nói nhỏ chứ, và mợ bấy bà luộc trứng dưới kìa bà nghe nha mày. Nói trứng gà, anh trứng gà. Không, anh nghe tao không dám, anh nhập giờ tao ngọt đợt không á. Bán trứng què là, trứng gà là quát rồi, là số 0 rồi. Này, nói này. Bây giờ đầu tháng mà vô nhầy mà chết rồi. Chết rồi, nói này, chút xíu nữa mà. Ông cậu bé xuống lại làm liền nha, hiểu không? Đúng vậy. Mà ông đi đâu sao lâu gì vậy? Hả? Ông đi đó con gái. Nghe không? Thôi không có ông đi gì à con anh Hân ơi. Đi gì anh Hân? Chắc đi gì à cha chứ rồi. Thôi em trả lại 100 ngàn. Lâu quá mà. Em trả lại 100 ngàn. Thôi đi gì à. Thôi kêu đừng nhận gì. Chưa chết. Em thiệt. Bị chữ là xong em thật. Cậu. Thôi đi gì à đi. Xe ống. Hình như ống gì không anh? Xe ống là tiếng xe ống. Đúng rồi. Im đi. Cậu bé có gì vậy cậu bé? Cái xe xe cụ rồi bỏ nó nhà mắt chạy không? Mà trước cái gì vậy cậu bé? Nãy giờ cậu bé biết con chứ nhất đợi cậu từ nào tới giờ không? Sụt, cậu bé đâu? Có mùng 1 đầu tháng rồi chui xuống nhà tao liền rồi. Đâu có ai làm đâu mà chơi trứng rồi bán cho hay trứng đi cậu. Rồi ăn chay đầu tháng thì bạn mới ăn chay sao mua trứng rồi ăn nữa bạn. Đồ thì ông nhận tâm với cậu bạn. Còn đầu tháng tao nghĩ vào tao có mua trứng, tao có bán trứng. Ăn trứng nhiều lắm quá không nợ đúng cậu bạn. Đầu tháng mình cứ dặn mấy đứa xuống rồi nó phé nhà tao. Đầu tháng mà biết đâu kiên cử chứ bớt đi chứ. Nói chung nhà cậu đỡ mấy nó phá mà. Nhưng mà thôi cái chuyện đó thôi bói. Thôi bây giờ cậu bé ngồi xuống đây Hiếu nó có chuyện nó bàn với cậu bé một chút. Tao ngồi xuống dưới đất mà mày ngồi trên đều tao mày. Xin lỗi. Nói cậu bé này. Xin lỗi. Tình thương mến thương. Tụi con xuống đây chờ. Xuống chờ nha chứ không có trôn nha. Tụi chàng từ. Cậu bé. Mày cứ gọi anh từ thôi. Không. Bây giờ cái đám thôi. Ủa chứ cậu bé gọi anh từ xuống. Ai đi nữa. Mình mong chứ sao. Đầu tháng tao cự kia chứ mà. Gọi anh xuống rồi. Quả tư. Quả tư em xuống một trứng gà sao vậy? Trời cho sát anh nghĩ mà. Cần tôi nghĩ mà. Xong. Xem gối này mà trời ngồi đất hả? Ông giờ ông thâm độ ông bán bằng đó hết mà giờ ông còn bị sát không à. Dạ không có vậy ngồi đó ngồi chờ uống nước như vui thôi. Thì ngồi đi em. Lấy bàn lấy gứa.
không có lặn gì hết đó nha. Đầu tháng không có lặn lặn tới lặn lui hết đó. Cậu bảy, đây là mang đụng cậu bảy. Không có dính dáng về chuyện làm ăn luôn. Đầu tháng là thế nào đi đâu mày? Xuống tàu ăn dính gà. Tụi mày, mày đâu chứ? Bữa giờ nghe làm cái gì? Đây. Mấy đó nó mà nó nói là con kiến thí mọi. Sao tăng gì không? Mày yếu quần sao yếu? Ông điên, tôi yếu rồi. Tôi nãy giờ tao thấy mày gì mày ngồi mày nhíu nhíu đó mày. Em đau bụng, bữa giờ đi chiếc hắc nôn. Đó, tự nhiên đau bụng rồi xuống nhà tao rồi, yếu được rồi. Cậu bảy. Đầu năm đầu tháng. Hôm bữa giờ nó tích hát ngôn chuyện giáo. Cậu bảy biết không? Cái gì mày? Chứ mày thèm. Ngôn từ, nhớ dụng bữa nó chứ chiếc hát ngôn từ. Bữa nó mượn thành thêm 2 triệu rồi nhớ không? Mày thèm thành đàn bà lắm hay sao mà mày phải tích. Cậu bảy không hiểu đâu. Cục sống của con. Chết được không? Cậu bảy phải ủng hộ, cậu bảy tụi nó phân biệt chưa? Phân biệt là tính xấu. Tao có phân biệt nha, nhưng mà từ bữa máu léo thì hiện tại thì nó cũng tốt. Cậu bảy. Cậu bảy. Được, cái chuyện giáo tính nó, cậu bảy đừng làm nó biết. Thì ta biết rồi, nói chung là nó biết đó. Cái điều đó là điều ước muốn của tao, tao cũng muốn thành phụ nữ cho phía che cho đầu, nhưng mà điều mày sao mày qua bên Thái Lan mà chuyển giáo mẹ nó cho nó phi. Con đau bụng quá. Đau bụng kinh sao? Mày máu mùng một. Ê, đau bụng. Mày nói gì mùng một xuống nhà cậu bảy đau bụng kinh mày. Rồi đi yếu đi đái nữa mệt chứ mày. Sao mày lựa ngày? Sao ngày hôm qua mày đau mẹ đi? Hay là mai mày đau? Tôi điện cái tụi nó đau mùng một vậy mày. Bảy. Nói gì? Có gì đâu, nói gì đâu. Nói gì đâu nữa. Nói gì? Nói gì đâu? Chùa cái gì vậy bây? Đó cha bụng một đầu tháng chù. Cậu bảy. Chờ đây, đây. Cậu bảy gì vậy cậu bảy? Cậu bảy đi, cậu bảy đi. Cậu cá này cũng đầu nó hơn lít vừa. Cậu bảy đã bụng kinh với cậu bảy. Cậu bảy. Cậu bảy. Ngồi đây. Ngồi đây rồi tao lấy miếng cô tết vui vẻ. Sao đây tao lấy ngọt trong nhà. Giờ lỡ đầu không lẽ giờ tao giục nó xuống hồ mà. Đi vô coi nó có miếng nào không lấy. Chết. Sao có đeo vậy? Chú chết đi này. 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 Chú chết con cậu bảy ơi. Trời ơi, trời ơi, anh lớn nhà ông tôi. Nếu không là anh mà người là anh mua bán không vậy mà. Cậu bảy ơi. Cậu mà cắt cái đẹp mà, bây giờ mày xuống nhà ông mày. Thì em máu léo, hiện tại hát ngon nó chưa. Trời ơi, kìa, nó cháy à. Ôi trời, nó cháy ra. Trời ơi, trời ơi. Mày trời, tao xuống đi. Làm gì hả mày? Đó, tao chạy lên trên tạp hóa rồi, tao mua cho. Cậu bảy ơi. Mày lên đi ngầu nè. Tao lạy mày hả? Cậu bảy, cậu bảy lấy tay lâu coi cô đâu á. Mày ngồi đi, tao cứ đi mua. Cậu bảy này, đưa tao mua cho. Thôi hiểu. Nhà mày tranh nói nhàng đỡ tao. Dạ dạ dạ. Mua đừng cho vô nhà ngầu nữa. Tao nghĩ nhà. Chuột ngầu chỗ nào đâu, nó chết rồi nó đi ngầu. Không lỡ ngầu đó đi. Hiểu. Ngầu em, đừng quậy nữa. Đỡ tao đi mua. Đồ cơ địa con tốt cậu bảy ơi. Nhà ăn cậu bảy, cậu bảy đừng buông con nha cậu bảy. Tao nó sảng khoái đầu. Tao hiếu mà. Đi thâu qua đây ngọt em đi qua. Cậu bảy đừng ngầu đâu cậu bảy ơi. Chết mẹ. Cậu bảy. Coi cậu bảy qua mua loại cái nó điên nữa đi. Thâu em ngồi đi. Mày ngồi một chỗ thôi. Cậu bảy, do cậu bảy mua lại có cánh nha cậu bảy. Mày sao mày hiếu mày cài cái này hiếu thử. Vừa quá. Tao ơi. Thôi qua nhà anh Tư, anh Tư cái. Tư. Ngầu xuống đi. Bây giờ tao nói với anh Tư gì đi. Tư. Bây giờ anh cho anh tròn cậu bảy. Im. Nhà thuốc. Ông đi rồi. Chứ mày chạy cái này hả mày? Cái mỏ mày là to. Im đi. Im lỡ vô nhà cho biết rồi. Không phải. Chồng dọn luôn. Không dọn đi. Đưa mấy giờ đưa tiền ông Tư. Cô khai đi. Đừng. Lỡ cho đầu, bụng cho tao bớt luôn. Tao tí mẹ. Ai ố mà. Cô cái này.
mình đã mua giọng tí. Bây giờ anh em từ chứ mà bây giờ lỡ rồi em cứ phụ cho anh. Sao anh mặc tập phơ được không? Không, tiền tiền gì nữa không mà. Các bạn nghe, mình nói luôn, từ mình nói nó như mình đã nói nó là trôn cậu ấy mà giờ nó nói tiền hết gì hết. Đâu đâu đâu. Đây là phải. Mày vừa biến trái quá. Trời ơi, tôi đâu rồi? Đã nói là tôi mà. Hết chuyện trời sao vậy? Tôi hiểu không tôi. Đù, không mà nhiều hồng hiếu đâu có thiệt. Cái bánh gì, cái bánh gì kìa. Nhưng giờ em đeo thật anh hả? Đeo thật luôn á. Đầu mà đéo cái chết bây giờ đâu. Đồng sáng rồi chù nhạc này tao mạnh mẽ. Ok, chơi, ông dùng. À, cậu em. Hầu Hiếu có đeo nghe Hiếu? Đeo nghe em? Chù, bảo quá. Cậu em mẹ nó bên Thái Lan sao không thực che cho rồi. Đi xét điện quân đảng có tiền rồi mà. Cậu em mẹ vậy là sao được? Cậu bấy phong việc nhảy ra con đi à? Thôi tao ráng bán cái kẻ nữa, tao cho Tiều đi qua Thái Lan phẫu thuật. Nè, bịt lại đây. Chứ cậu mua cái gì vậy? Cái gì vậy? Thì mua cho nó, cô tết đơn cho nó xài chứ gì. Mình miếng da. Đồ, tâm lý quá. Đồ, mẹ, bậy, bậy, nói này. Đồ, mẹ. Đen đồ, mày bước lại tao biểu ấy. Ê, từ, 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 cậu, cái đeo qua cậu, từ từ cậu. Vậy. Biểu mày là. Bà đơ nó ngồi một chỗ thôi mình. Tì chết tay nhẹ này chưa, tay rình mày. Giờ nó lỡ rồi, thâu tha con trai cậu. Đầu sáng nhà cửa giờ sáng bán mua đồ, giờ mới biết là nó chết. Đồ, mày dài quá mà. Cậu bán, cậu bán, cậu bán, cậu bán, tôi giờ mày xuống kẻ đen vậy á. Đồ cậu bán kỳ thị không? Mọi người ơi, đồ cậu bán kỳ thị ông thương người không ơi. Chết đâu. Chết đâu. Nè ai bịt vô. Chết đâu. Vô tao. Tao làm miếng nước bình nữa tao. Cậu bán bịt chùm con cậu bán. Đó tao làm miếng nước rồi. Cái này giờ tốn tiền đi may này. Phải đi may tốn tiền lắm này. Không biết ai cho tiền đó là ăn miếng nước ấm gần cháu. Đồ xuống nhà ông là lấy nước cháu uống không? Trời, chết rồi. Sao mà nhấp. Từ từ, đi chứ ngỡ. Sao? Nãy giờ thấy thật hả? Thật sao thật? Cậu này mạng là mạng tư ra kìa nó ối. Ê, từ. Nó quốc quá mà được. Từ, xíu nữa đưa hai nháy rồi, đưa nhanh nha. Xíu nữa nha, mà xíu kia. Tôi vòi tiền cho bạn được nha. Quá. Coi cho ông lần thấy. Mày vòi, sao vòi chút nữa trả lại tao chứ nha. Ông bác, bé không nha. Quả thì. Sao tôi đéo lại. Thôi. Cười giống không? Ơ, đau quá. Vậy mày. Thì lại bị đau chứ. Kìa ông lời kìa, ông lời kìa. Đau lên nha. Đau quá, cậu mày ơi, chứ không? Ông lời rồi, nhét vô kìa. Lấy rồi, nhét vô kìa. Sao có sao, Nguyễn? Cái môi sẽ chưa bị ớt sao vậy? Bị lần đầu. Bị lần đầu á. Trời, chết nó mà bậy ơi, nó tẩu lắm mà bậy. Cậu mày mới mua. Biết sai băng chưa? Cậu mày mới mua. Cậu biết sai chưa? Đâu, cậu bé nhét cái cho miệng nghĩa đó. Không biết sai cũng không ám mày. Đau bụng mày đã. Cậu bé nhét giùm con cái cậu bé. Mẹ mày chứ tao biết đường nào mày. Không biết thôi đi xuống mà chỉ cho bị. Ui giời đau quá cậu bé chưa. Ui giời. Làm quá mày. Ai đau bụng bệnh mà chết kìa đó. Này có được. Dán vô, dán. Có 20 nè. Dán vô. Cậu bấy đem anh trứng này cho gì cái 20 nè. Đem trứng này rồi đem gì à, ăn cho nó. Sao ông Tư đó? Cho nó một cái ăn lứa mà. Đứa nào cũng vậy tậu nó. Cậu bấy. Mà sao ra để đủ gì cô mà. Mà sao có bệnh mà cho tiền mà sao hôm nay. Ê, đưa hết mẹ hết cho nó. Nè cho 20 nè. Trời trời ơi. Ít quá. Cậu bấy cho gì có 20 vậy cậu bấy. Bạn điều cho 20 cho tao cho nó hơn á. Nó điều. Chiều tao phá vé mày. Đâu ơi bèo gì cũng hai sĩ chứ. Thôi em dẫn nó trả 20 này. Cha này em dẫn nó xuống. Đồ cha gì bèo gì bây. Cho nó, mày đi phẫu thuật đó sao bán gì á. Dạ em đi phẫu thuật bữa giờ máu chắc là lấy bọc bày vậy mày. Mày sao tự nhiên đàn ông làm là phụ nữ mà. Đi qua Thái Lan tư trả tỷ. Em dẫn nó gì. Ở Việt Nam mình trả 20. Có nhà 200 trăm mày nha. Biết mùng 1 mà vô nhà nó thôi khỏi nó bán tướng tướng không mày ăn luôn. Đồ ung rồi thú luôn. Mùng 1 đầu năm này. Cho cái này cái gì trứng gà đây cho nó gì ở tâm bố nữa cho anh vô giờ anh trống sao ra đây đó vậy trống không trống không ôi giờ mệt rồi tinh xong rồi sao nó trợn mắt vậy cơ dữ mày trời dài thôi chứ cậu ấy sao mà cứ nghe được được không
có kiêng nó đi bệnh viện thôi. Đâu đâu. Ra khoa phụ sản em làm ngoài kia. Ông đâu đâu. Kiêng ra cho mấy nhiều đàn ông đâu tiền taxi. Trời. Mẹ mẹ mà nhiều lúc xe máy lôi đi chứ cái gì taxi mà. Bụng kinh nó dòng chịu không nổi đâu. Cái gì dòng? Nó tuồn không? Thôi đi đi. Nhiêu đây hả? Đi thanh thản đi. Được đâu. Mày trong khay. Đâu. Được chưa? Đừng. Thôi đi. Đừng có làm quá vậy Hiếu. Bình nhà nó ai? Hiếu. Gọi taxi. Có cô mờ lấy cái quần của mờ trong lấy nửa cho nó khỏi trải nữa. Dạ dạ dạ. Lấy mờ trong nữa. Dạ. Đỡ tao ra tao vô tao dọn cái nhà chỗ cho sạch sẽ. Cô này còn cái trong. Cậu bé tốt quá mọi người ạ. Ông sống có tâm lắm. Ông đưa này chứ 70-90 tươi. Đồ này này, này ông này. Ông bao nhiêu ông là tao là 70 này rồi ông cho thêm bao chia ra. Không trong cái á. Tụi mày có 101 mà. Trong cái á. Nó nhỏ nhỏ từ 20. Từ 20. Nó nhỏ nhỏ chứ. Tao là 90 của em. Đưa em 20 hả? Mày tao được đi cà phê với mày khối này. Lúc ông chào 80 ngàn. Từ từ nói vậy nó lộn. Nói ồn quá mày. Ông làm cái tiền là chúng bạn. Còn đàn chờ một xíu ơi mở mày sao? Lấy cái quần kia rồi đâu quá cậu bảy bảy dẫn con vô nhà thay được cậu bảy dọn cái này rồi cho cậu bảy dẫn con vô nhà thay được không trồ máu rồi mà em leo giấy không thì chút xíu nữa tao leo rồi trả sạch sẽ chứ dọn nó lỡ nó bị vậy chứ ai nào muốn muốn ai muốn đây 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 cô trần cho ông từ mày coi nó chuẩn bị nó dây phẫu cái ông treo đó luôn ông treo về đó chứ còn cậu em đi sợ nó nhiều nhà mày thấy rồi nè ông nào mày phải chăm sóc như vậy không tôi nói mày coi trần mày mất chồng nữa mày mất chồng nữa thật chân mày là coi mày mất chồng hả từ 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 ông ấy ấy la cho nó rồi cho nó chứ con gái nữa cho bút ông cậu cậu ấy lấy cái bút đây cậu ấy lấy cái bút đây chết đây cái bóng tờ giấy tôi cơ đơn này gì cơ đơn em mua đồ về xong nhà chứ giờ sao không làm lấy cái cây bút ghi mua một một ký cam thảo lộ thêm một ký quế xong nhà sau hai ký nam thiên lộ là cũng từ quế được ít là nãy giờ thằng Tư nó nói là chết là đang chạy vô nhà thèm dịch vợ ông nó bị con đây nó bị nhiều cái mà nó bị vô vậy ông là bạn mua đồ xong chết. Là đúng 12 giờ đêm nay phải không 12 giờ đêm mười giờ đêm 12 giờ đêm luôn hả Tư là ông đậu cái chậu là lên tiệm thuốc tân bắc là mua cho tôi là cam quá cái đồ thiên lộ là với một ít tu xe thằng xe đó rồi là xong chết. Ông sao giải hốt muối gạo giải được rồi không sao được đây được chuột không mấy ông nhiều đầy nhà rồi đúng không tan chết là coi giải thao chút kêu nó đi gấp coi là lạng quạng chỗ cái nào nó chơi cách sân nữa là đồ vợ ông cái máy nữa mà xui lắm ấy ấy là xui lắm xui chết thôi rồi chứ cậu bay thay xong giải thay giải dần từ á nó có nhiều cái mánh khuế để mọi người nó nói nghe đi đây đây mua về xong mà mua một ít thang nữa mà là từ mấy cái đó mua ở đâu từ tiệm thuốc bác ấy thuốc bác cứ lên mua nó bán cho em phải từ là mà sao cái đó mà xui dữ vậy mình giải thích cho nghe thôi tao cũng kiếm mua bệnh là thuốc bệnh là máu đường huyết nó ra hả của phụ nữ mà chắc chưa thằng thai cũng gặp tố nó ra chết đấy mình là anh mình phải tâm linh mình không khách đầu tháng rồi không ai ta được tháng ai mà cũng có phụ nữ mà có kinh có nghiệm ai đâu chở đi chết vô tay đấu mi giật giật mình mày mẹ nó chuyện xui đuối mà đâu chu chu đuối ấy cái chuyện xui trước đấy mà cố tình hầu như là nói gì đúng rồi xui là mình muốn bị đem tay xui tới cho mình thế mà cố tình tới cho thằng nó làm gì ông coi nghiệm chết ghê vậy chứ ung dung bán không được nói rộng mà không ta cái lệ vậy không? Thôi để cô xin lỗi nghe con không có cố ý. Mẹ để nói gì chơi cho nó ngồi một chỗ mẹ đi. Trời đớ đi. Đồ mẹ dày đây mà sai tới rồi lại rồi đồ mẹ. Lấy nước lấy nó rồi. Quần xin quá để xin đây xin cô. Sợ cái là mới nhập viện cái gì là bác không được nữa nè. Chưa tao không phải đâu. Vậy ông cho trứng gà cho mình nghe. Nhỏ nó tắm bú rồi chứ. Kêu nó cái gì kêu nó cái gì. Ông kêu chứ ông kêu cái gì tôi bảo về mấy giờ nữa. Thử biết đi thôi. Chắc là chưa cũng nhập viện. Thôi thôi. Chú kè 11 giờ là coi đến 15 phút nữa là 12 giờ này là nó nhập ve là thôi một năm luôn á. Hiếu ơi về em ơi. Thôi vậy thôi con với Hiếu về trước nha cậu. Thôi về trước á. Mày chở nó về chứ. Thôi không, con với Hiếu về trước á. Không ơi. Mày chở nó về chứ. Không không con với Hiếu về á. Về đi.
đi giờ rượu, giờ rượu. Nhiều người thấy 1 tỷ đâu nè, tới nhiều người đóng tiền, xong hết cái nhà vậy á. Đây đây. Hầu xe còn hiếu nó tự chạy vừa luôn. Ở đây. Cái lẹ danh không? Sao mà thằng trước em có đánh thầy không vậy? Mới gì dứt luôn. Mẹ muốn ruột tôi nói cái lẹ không? Để giờ sao? Trời ơi, chứ trời cái lẹ cũng thiệt đây này, thương cho thiệt là chết đó. Ừ. Ừ, tao mới xuống chết ổng đoạn rồi. Vậy bữa tao xuống nữa nè. Ờ, xuống rồi nói kêu đậu với cái theo anh đều không? Bỏ thang rồi thầy trọng đi hả? Chào chết. Thôi bye bye mọi người nha mọi người. Ok các bạn nha. Thì nếu như các bạn yêu mến mấy anh em mình thì đỡ lại một like, subscribe, một share nha. Bây giờ mình dừng rượu vừa đi cung gà các bạn. Xin chào mọi người nha. Mấy anh em phải cung gà mọi người. Vậy nha mọi người nha. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.